Quý khán giả đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật hàng tuần của đài truyền hình IBC TV, và tuần này như thường lệ vẫn là Tuyết Nha và Tuệ Anh sẽ gửi đến cho quý khán giả một số những bản tin liên quan tới vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ toàn cầu. Tuyết Nha xin chào chị Tuệ Anh. Chào Tuyết Nha, một lần nữa Tuệ Anh xin hân hạnh kính chào quý khán giả của đài IBC. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả trong chương trình khoa học kỹ thuật tuần này đó là một nhiếp ảnh gia người Đức đã từ chối giải thưởng Sony sau khi hình ảnh do trí thông minh nhân tạo AI tạo ra đã giành chiến thắng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh người Đức là Boris Andersen từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới của Sony đã từ chối nhận giải sau khi tiết lộ bức chân dung đen trắng chụp hai người phụ nữ của ông thực chất là do công nghệ trí thông minh nhân tạo tạo ra. Có trụ sở tại Berlin năm 1997, ông Andersen tham gia tác phẩm Pseudomancia, The Electrician của mình giành giải thưởng nhiếp ảnh thế giới của Sony sau khi quyết định xem điều gì xảy ra khi mà SWPA tuyên bố mọi thiết bị đều có thể được đưa vào sử dụng trong nghệ thuật. Tháng 3 năm nay, Andersen đã được thông báo ông đã giành giải thưởng cho hạng mục thể loại cuộc thi mở sáng tạo. Nhiếp ảnh gia khiến ban tổ chức choáng váng khi từ chối giải thưởng và tuyên bố AI không phải là nhiếp ảnh và hy vọng sẽ tạo ra cuộc thảo luận xung quanh tương lai của nghệ thuật. Ông Harrison từng là nhiếp ảnh gia trong 30 năm trước khi chuyển sang sử dụng trí thông minh nhân tạo. Nói chuyện với Reuters qua Zoom, ông Alderson đã nói ông cảm thấy có nhiệm vụ phải làm điều gì đó công khai sau những gì ông cảm thấy. Họ từ chối tham gia cuộc tranh luận về tương lai của trí thông minh nhân tạo trong nghệ thuật và báo chí. Để giải quyết tốt hơn chủ đề về trí thông minh nhân tạo trong tương lai, ông Edison đã muốn thấy một sự thay đổi trong thuật ngữ là photography là chụp ảnh thành promptography là chụp ảnh gợi ý. Đề cập tới nhiếp ảnh gia người Peru Christian Vince là người đã nghĩ ra thuật ngữ này sau khi đọc về sự việc. Prompt là một mã văn bản hoặc hình ảnh được sử dụng để tạo ra nội dung cho trí thông minh nhân tạo. Alderson đã thích sử dụng công nghệ cho nghệ thuật của mình bao nhiêu thì ông cũng lo lắng về những mối nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là dành cho báo giới. Cũng có mặt trái mặt phải ha. Dạ đúng rồi. Dễ sợ. Bây giờ quý vị thấy trong những thời gian gần đây, vấn đề liên quan tới AI, nghĩa là trí thông minh nhân tạo, nó trở thành một chủ đề bàn tán trên toàn thế giới và trở thành một cái trào lưu. Rất là nhiều công ty đã bỏ ra hàng triệu, hàng tỷ Mỹ Kim để đầu tư vào lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Nhưng mà bên cạnh đó họ lại đặt ra những cái vấn đề quan tâm, đó là liệu khi mà mình phụ thuộc hoặc mình sử dụng quá nhiều trí thông minh nhân tạo thì mình sẽ bớt đi cái sự sáng tạo của chính con người của chúng ta và mình quá phụ thuộc vào công nghệ. Dạ, ngay cả nghệ thuật cũng vậy. Bây giờ ông gửi thử một cái bức hình thôi mà do trí thông minh nhân tạo làm ra đó mà được giải thưởng, thành thử ra là ông nghĩ nếu vậy thì những người nghệ sĩ sẽ làm gì? Dạ. Thất nghiệp hết. Và không phải, nhưng mà tự nhiên con người mình bắt đầu trở thành u lì. Dạ, không, dạ. Bớt đi cái bớt sự đi sáng bớt tạo đi cái sự sáng tạo. Giống như thí dụ giờ thấy, thí dụ giờ nha trong một cái lĩnh vực là giờ nha đang là một cái họa sĩ đi. Nha đang ra tự nhiên đâu mình đang thi thố ra, tự nhiên giờ cái nó được giải. Cái xong cái mình làm tự nhiên mình bị nhục chí. Đúng rồi. Không, xong rồi mình trùng xuống, mình nói trời bây giờ mình nỗ lực bao nhiêu như vậy á, rồi qua những cái chấm điểm của như vậy cái ra cái xong thì mình cảm giác là, trời ơi, sao mà rồi xong cái dần dà cái rồi ai cũng nghĩ có một cái sự như vậy thì nó sẽ không có một cái sự mà phát triển nữa. Dạ đúng vậy. Thì đây cũng là mặt trái và mặt phải của trí thông minh nhân tạo trong cuộc sống của chúng ta. Thì thưa quý vị, một cái bản tin nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả liên quan tới một con chó robot. Nó có thể giúp sửa chữa tàu điện ngầm tại Paris có tên là Percival. Robot giống chó Spot của Boston Dynamics có một công việc đó là giúp các thanh tra viên tàu điện ngầm tại Paris, nước Pháp sửa chữa mạng lưới đường sắt khu vực hàng trăm năm tuổi này. ARTP là cơ quan quản lý giao thông vận tải của Paris, một nhà điều hành và bảo trì giao thông công cộng thuộc sở hữu của Pháp ở khu vực Greater Paris đã đưa robot Spot xuống dưới lòng đất trong thời gian gần đây. Nó thậm chí còn có một cái tên tiếng Pháp là Perceval do các thanh tra đặt ra cho robot. Con robot này thì nặng khoảng chừng 40 kg, có các chân linh hoạt, chiều cao dưới 1 mét. Perceval có thể kiểm tra những khu vực nguy hiểm khó tiếp cận. ARTP đã mua robot này với giá 110.000 Mỹ Kim, trang bị camera 360 độ với cảm biến hồng ngoại cho phép nó thu thập được dữ liệu nhiệt, hình ảnh chính xác. Công ty cũng đã xác định năm từ 75 tới 100 công trình dân dụng sẽ đưa con robot này đi kiểm tra, tương ứng với 13 cây số đường hầm kín một phần với chiều cao trần rất hạn chế.
Khi được đưa ra trình diễn tại Torcy, một thị trấn phía đông của Paris, thì thanh tra cơ sở hạ tầng của AFTP là William Napseron đã cho thấy cách họ làm việc với robot. Họ cử robot thay thế công nhân đi xem tình trạng cấu trúc ở những con đường hầm, tránh việc những người này phải tự mình đi xuống đó. Mạng lưới tàu điện ngầm Paris là một trong những mạng lưới tàu điện ngầm lâu đời nhất, được xây dựng từ năm 1900, được xem là mạng lưới lớn nhất châu Âu với 308 nhà ga và 220 cây số đường sắt, chuyên chở 16 triệu người mỗi ngày. Công ty sử dụng chó robot này khoảng 2 lần một tháng và có kế hoạch thêm thiết bị scan laser tự động, thực hiện khảo sát theo thời gian trong những cấu trúc nằm ở dưới lòng đất. Rất sáng tạo và hợp lý ha. Dạ. Những cái đường hầm mà xa sâu rồi đen, hoặc là đúng những rồi, cái nơi đó nó không có e nữa. Khi mà vô trong đó mà đôi khi đi sâu quá thì nó lại không, nó thiếu những oxy. Dạ. Cho nên đó là sự nguy hiểm, cho nên là thấy cái này rất là hợp lý. Dạ. Dạ. Thì quý vị thấy là việc mà tận dụng, áp dụng về những khoa học kỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó rất là tiện lợi, và nó cũng giảm đi cái nhân công, giảm đi cái sức lao động của con người rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà có những cái việc nó rất là phù hợp, thí dụ như vậy, nhưng mà có những cái thì là mình lại quá phụ thuộc vô, thì nó lại đặt ra một câu hỏi là liệu tương lai thì trí thông minh nhân tạo hay robot có thay thế cho con người hoàn toàn hay không, thì luôn luôn là một câu hỏi mà không chỉ trong thực tế mà được đưa lên trên phim ảnh này kia rất là nhiều nữa. Nói đi cũng nói lại, thực sự là yes but no, là ở đây là theo như chị Tuệ nghĩ rằng là đó là cái robot thì nó cũng sẽ một cái sự giới hạn. Con người đôi khi nó linh hoạt hơn, nó nhanh hơn. Dĩ nhiên rằng là họ cố tình họ tạo ra những cái robot là giống như người thật như vậy, có sự linh hoạt, có sự nhanh nhẹn, nhưng mà nó cũng không có nhạy bén tích tắc như là con người của mình. Cái phim mà trí thông minh nhân tạo mà của Steven Spielberg mà rất là nổi tiếng, AI đó, là một em bé robot đó, mà giống như cho một đôi vợ chồng có đứa con, không có đứa con bị bệnh, thì mới đi nhận nuôi một em bé robot mà cái hình dạng cũng giống tương tự như con của mình vậy, và có tình cảm luôn. Khi mà nuôi một cái xong rồi tự nhiên rất là thương, thương rồi em bé robot cũng thương mình luôn. Nhưng một ngày nào đó đứa con bất ngờ khỏe mạnh lại, được chữa trị khỏe mạnh lại, thì cái tình cảm tất nhiên là ruột thịt nó vẫn hơn là đối với robot. Thì thế là rồi có những cái hiểu lầm xảy ra giữa hai đứa trẻ với nhau, thì cứ nghĩ là robot nó ăn hiếp con ruột của mình, nhưng mà thật sự là do là accident xảy ra thôi, chứ không, robot không hề có cái ý tưởng đó. Nhưng mà trước mắt con người ta thấy vậy, người ta tin, người ta tưởng là như vậy, thì là đem con robot đi vào rừng thả. Thương quá ha. Và cái câu chuyện rất là cảm động, mà gia đình nào cũng nên cho em bé, những em con nít á, nổi tiếng, rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Và thế là một cái hành trình của robot đi tìm mẹ, đi tìm cái người mẹ của mình. Tại vì quá thương mẹ cho nên robot đã đi tìm mẹ qua một cái hành trình rất là khó khăn để tìm được lại những cái hình ảnh ngày xưa, khi mà được mẹ nhận về, được mẹ nuôi, được mẹ yêu thương như thế nào. Thì đó là cái câu chuyện rất là cảm động, và nó cũng đặt ra cái câu hỏi là về cái thế giới robot đó, thưa quý vị. Không, cái đó phim ảnh, cái đó cũng phim ảnh thôi, nhưng mà cái đó nó là tạo nên phim ảnh thôi. Nhưng mà tụi anh nghĩ rằng là đôi khi robot thì yes, có những cái thông minh mà con người làm không được, nhưng mà có những cái mà robot làm không được, không thể thay thế được, không thể thay thế được. Cho nên rằng là cái gì nó cũng phải reasonable, thì nó hòa hợp thì nó dễ hơn. Chứ mà con người mình cứ lệ thuộc tất cả đều là robot hết, hoặc là ngược lại, thì tụi anh nghĩ rằng là thì dĩ nhiên hiện nay thế giới hiện nay là khoa học được tân tiến hết, mình cũng phải, đôi khi mình gọi rằng là mình phải nhờ những cái lực bên ngoài, gọi là tha lực chứ tự lực đôi khi giờ mình cũng không nổi, cho nên là cho nên đó là lý do rằng là cái gì cũng reasonable. Dạ vâng. Và thưa quý vị, đến đây chương trình xin tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý khán giả phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2.